Chào các bạn đã quay trở lại với series những ngày tự cách ly cùng Phúc. Và trong video này thì có một cái điều đặc biệt mà Phúc muốn chia sẻ cùng mọi người. Đó là đây là lần đầu tiên mà Phúc quay video này vào ban đêm. Ánh sáng bên ngoài, cái view bên ngoài khá là ổn đúng không các bạn? Hả? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến một cái chủ đề liên quan đến giao thông một chút đi ha. Mặc dù nó cũng không có dính dáng vì trong mùa dịch này lắm, nhưng mà mọi người biết được những cái thông tin này nó cũng hay. Thì mình thấy là có khá là nhiều bạn á, mà khi mà phạm một cái lỗi gì đó, khi mà các bạn lái xe trên đường á, vực giao thông, liên quan đến cái lĩnh vực giao thông á, thì các bạn đặt cho mình một cái câu hỏi là cảnh sát giao thông có nghĩa vụ phải chứng minh cái lỗi của bạn hay không. Thì các bạn biết không, theo quy định tại khoản 3 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 á, thì khi á, mà công an á dừng kiểm tra phương tiện của bạn thì chỉ dừng được hai trường hợp thôi các bạn. Trường hợp đầu tiên đó là khi mà các bạn có lỗi vi phạm về trường hợp đầu tiên đó là trường hợp mà bạn có một cái lỗi nào đó liên quan đến lĩnh vực giao thông. Trường hợp thứ hai là trường hợp kiểm tra hành chính. Trường hợp thứ hai chỉ áp dụng khi mà có những chuyên đề, những kế hoạch tuần tra thôi, và điều này nó sẽ được công khai trên các mạng xã hội, nó thông qua năm hình thức nha các bạn. Thì các bạn có thể xem là ví dụ như hình thức đó là công khai tại trụ sở nào hoặc công khai trên các trang web, trang mạng điện tử của các cơ quan đó. À, thậm chí là công khai thông qua cái việc tiếp dân. Đó là có năm hình thức, thì mình liệt kê sơ sơ như vậy thôi. Còn các bạn muốn biết rõ hơn thì các bạn xem điều luật được đính kèm ở chỗ này nè. Đó thì quay lại câu chuyện của chúng ta, đó là khi mà các bạn bị quét vào, bị thổi vào, cái điều đầu tiên khi mà công an chào bạn xong rồi là phải chứng minh được cái lỗi của bạn. Thì họ chứng minh bằng cách nào các bạn? Thứ nhất là thông qua mắt thường trực tiếp nếu họ chứng minh được. Cái thứ hai nữa là thông qua các thiết bị hỗ trợ, ví dụ như là máy bắn tốc độ nè, camera ghi nhận lại nè, đó thì họ sẽ có bằng những cái biện pháp nghiệp vụ khác nhau, và họ phải có trách nhiệm chứng minh lỗi của các bạn trước khi mà xử lý vi phạm. Thì nếu như mà công an tại thời điểm đó mà không chứng minh được cái lỗi vi phạm của các bạn á, hoặc không có đủ cái dụng cụ để chứng minh á, thì công an có hai sự lựa chọn. Một là mời các bạn đến các trụ sở của cảnh sát giao thông để trích xuất camera hoặc là đưa ra những bằng chứng chứng minh cho các bạn. Hai là sẽ thả bạn đi. Còn về bản thân bạn á, thì bạn không có nghĩa vụ phải chứng minh cho cảnh sát giao thông biết là mình có lỗi hay không có lỗi. Nhưng mà thông thường nếu mà bạn phối hợp hơn á, thì quá trình nó sẽ xảy ra là nó thuận lợi hơn cho mình. Thì mình thấy là nhiều bạn đi đường á, thì cũng bị vướng mắc cái trường hợp này. Thì đó là một cái câu trả lời mà mình chia sẻ cho các bạn. Và nếu như mà trong tương lai mà các bạn có lỡ gặp những cái trường hợp mà cảnh sát giao thông không chứng minh lỗi mà phạt các bạn á, thì các bạn lưu ý, các bạn cứ lấy cái căn cứ tại luật xử lý vi phạm hành chính ra. Nguyên tắc là các anh phải chứng minh được lỗi của tôi thì các anh mới xử phạt được. Còn nếu mà các anh không chứng minh được á, thì các anh không có quyền được xem giấy tờ của tôi. Chỉ trừ một cái trường hợp duy nhất các anh được xem giấy tờ tôi là khi các anh đang kiểm tra hành chính. Và vì kiểm tra hành chính này các anh cũng phải có những cái chuyên đề, kế hoạch tuần tra rõ ràng cụ thể thì các anh mới được phép, chứ không phải là các anh bảo là có chuyên đề. Thông qua cái đó thì mình nghĩ là thông qua video này mình hy vọng là các bạn sẽ có những cái kiến thức để mà các bạn đi đường các bạn có thể bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Và dĩ nhiên là nếu mà các bạn phạm lỗi thật sự thì các bạn đừng có lấy căn cứ này ra làm gì hết. Mình chấp nhận với lỗi của mình, có lỗi thì phải nhận nha bạn, biết sai biết sửa không gì hơn bằng đó. Thì thông qua video này hy vọng rằng ở nhà các bạn sẽ có thêm những kiến thức pháp luật về giao thông để khi mà các bạn hết dịch, các bạn ra đường trở lại với cuộc sống thực tại nè, rồi vui chơi giải trí, thì các bạn sẽ có thêm kiến thức và để tránh những cái trường hợp mà bị phạt tiền nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng ngần ngại, hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn các bạn.